Kim Dung xin kính chào các khán giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Dung Show. Và thưa quý vị, trong những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì đã xảy ra hàng loạt những cái biến động quan trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Như là vừa qua cái việc mà hai phó thủ tướng Võ Đức Đam cũng như là ông Phạm Bình Minh cũng đã bị cách chức. Và sau đó là tin Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức bãi nhiệm tất cả những cái chức vụ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gây sốc cho rất là nhiều người ở trong cũng như ở ngoài nước. Và thưa quý vị, sắp tới đây thì Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa Đảng 13 dự trù là vào khoảng tháng 6 để mà có thể bỏ phiếu tín nhiệm các cái cấp lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Và cái cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua rồi chạy chức hoặc là chiếm quyền lãnh đạo. Và thưa quý vị, và kết quả bỏ phiếu này cũng sẽ đặt lại cái nền tảng cho Đại hội Đảng khóa 14 để bầu lên một tổng bí thư cũng như là bầu bộ chính trị mới trong nhiệm kỳ 2026 và 2031. Và chương trình được Kim Minh Xuân ngày hôm nay một lần nữa hân hạnh trở lại buổi phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần trong cái đề tài đó là ai sẽ là người thay ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư sẽ được chuẩn bị từ hai cuộc họp nêu trên. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, Kim Nhung xin rất hân hạnh kính chào nhà báo Phạm Trần. Lời đầu tiên Kim Nhung xin cảm ơn ông một lần nữa đã đến với chương trình để gửi tới quý vị trong những cái vấn đề chính trị tại Việt Nam trong đầu năm 2023. Xin chào Kim Nhung và xin kính chào quý vị khán thính giả của SBTN. Vâng, thưa với ông, những tuần lễ trước thì ông cũng đã có trình bày cũng như là phân tích những cái trường hợp mà cách chức hàng loạt những chức vụ quan trọng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chắc chắn là cái vụ cách chức này nó sẽ gây ảnh hưởng dây chuyền trong cái nội bộ đảng viên cũng như là chính phủ và đặc biệt là trong quân đội cũng như là công an. Và trước tiên như vậy thì ông có thể cho một cái phân tích tại sao vụ cách chức hàng loạt này có cái sức ảnh hưởng dây chuyền. Kính mời ông. Cái điều thứ nhất, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xảy ra một vụ cách chức một ông chủ tịch nước. Và cái vụ này nó cũng xảy ra chỉ trong vòng 2 tuần lễ sau khi hai phó thủ tướng trẻ, năng động và có triển vọng rất nhiều đối với vấn đề đối ngoại cũng như đối nội của Việt Nam là ông phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và ông phó thủ tướng Võ Đức Đam, một người không có giữ một cái chức vụ chính thức nào trong chính phủ, nhưng mà ông cũng đã từng làm phụ tá cho thủ tướng để trông coi về vấn đề thuốc men để mà trị cái chứng COVID lan lan sang Việt Nam từ năm 2000. Nhưng mà đối với ông Phạm Bình Minh nó có một cái vị trí quan trọng là bởi vì ông ấy là phó thủ tướng thường trực, có nghĩa là ông ấy có thể làm thủ tướng. Vậy tại sao ba cái chức vụ chủ tịch nước và hai phó thủ tướng quan trọng như thế mà bị cách chức chỉ trong vòng 2 tuần lễ? Tất nhiên là dư luận trong nước, đặc biệt là trong hàng ngũ quân đội và công an rất hoang mang, là bởi vì quân đội và công an thực sự đang nắm quyền ở tại Việt Nam, và cái sự hoang mang đó nó lan ra cái hàng ngũ cán bộ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta cũng nên biết là con số chính thức đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là khoảng trên 800.000 người. Đó là con số chính thức. Còn cái lực lượng công an không có con số chính thức được loan báo, nhưng người ta dự trù từ 200 đến 250.000 công an của chính phủ. Thì đối với hai cái lực lượng này, họ rất hoang mang, họ dao động là bởi vì ông Phúc là cái người quan trọng và có một cái triển vọng rất lớn là có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư khóa Đảng 14. Thì vì vậy cho nên là cái dư luận trong nước nói chung và riêng trong hai cái lực lượng công an và quân đội đó, họ rất hoang mang, họ rất dao động, họ không biết là cái tương lai của nhà nước Cộng sản sẽ đi về đâu. Vâng, thưa ông, quân đội cũng như là công an đây là hai lực lượng được tuyên dương là thanh gươm cũng như là lá chắn để bảo vệ đảng và chế độ. Và như ông vừa mới trình bày đó là đảng ủy quân đội cũng như là công an đã không ngừng cảnh giác cái tình trạng hoang mang ở trong nội bộ hầu tránh đi cái việc mà hàng ngũ bị phân tán hoặc là có những phần tử quay lưng tới với chế độ.
Thì trước hết ông có thể phân tích về cái khả năng ảnh hưởng quan trọng của hàng ngũ quân đội đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời ông. Cái điều thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại hay không cũng tùy thuộc vào sự ủng hộ nhiều hay ít của quân đội và của lực lượng công an. Là vì chính ông Nguyễn Phú Trọng trong những cái cuộc họp với quân ủy trung ương của Bộ Quốc phòng, tức là về vấn đề quân đội và Đảng ủy trung ương của công an trong cái thời gian cuối năm 2022, thì ông ấy nói đi nói lại là hai cái lực lượng này là thanh gươm và lá chắn để bảo vệ chế độ, và ông ấy tuyệt đối tin tưởng hai cái lực lượng này sẽ giúp tồn tại chế độ và giữ vững an ninh. Là bởi vì cái lực lượng quân đội, cái nhiệm vụ chính là bảo vệ đất nước, chiến tranh từ bên ngoài hoặc chiến tranh ở trong nước. Chiến tranh ở trong nước ở đây đó không phải là một cái cuộc đảo chính bằng quân sự, mà có những xáo trộn về vấn đề chính trị. Thì cái lực lượng công an đó lại tiếp tay với quân đội để bảo vệ chế độ bằng cách là bảo vệ an ninh từ địa phương cho lên tới trung ương. Và hai cái lực lượng này đã họp với nhau và đã giao kết với nhau là làm mọi việc để bảo vệ cho chế độ. Cái sự hoang mang ở trong hàng ngũ này tất nhiên nó sẽ gây ảnh hưởng là bởi vì nếu không giữ vững cái tư tưởng của đảng viên, tư tưởng của quân đội và tư tưởng của công an, thì hai cái lực lượng này sẽ có thể là có những cái biến chứng ở trong nội bộ. Biết đâu rằng sẽ có những ông tướng, sẽ có những ông tướng công an, tướng quân đội lại nổi lên và có thể gây khó khăn cho đảng. Thành ra trong cái chỉ thị của bên phía quân đội cũng như là công an là phải giữ vững tư tưởng đảng. Tư tưởng đảng ở đây có nghĩa điều ưu tiên quan trọng nhất là phải giữ vững trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Cái thứ hai là phải cam kết bảo vệ an ninh để giữ vững chế độ. Thì vì vậy cho nên nó có ảnh hưởng rất là lớn, và quân đội, cái vai trò của quân đội và công an rất là quan trọng, vì ông Nguyễn Phú Trọng đã xác nhận như thế, và công an quân đội cũng đã thề hứa là bảo vệ chế độ bằng mọi cách đó, Kim Nhung. Quý khán giả vẫn đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với nhà báo Phạm Trần hôm nay trong cái đề tài đó là ai sẽ là người thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình The Kim Nhung Show và của đài. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị ABC xin chân thành cảm ơn quý khách, quý đồng hương đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những năm vừa qua. Sự yêu quý và tin tưởng của quý khách, quý đồng hương luôn là động lực giúp chúng tôi ngày càng đa dạng hóa sản phẩm, chất lượng và giá cả tốt nhất dành cho quý khách. Trước thềm năm mới Quý Mão, đại diện ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị ABC xin chúc quý khách, quý đồng hương một năm mới hạnh phúc an khang, phúc lộc thọ tài, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới! Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show, buổi nói chuyện với nhà báo Phạm Trần về những vấn đề chính trị tại Việt Nam trong đầu năm 2023. Thưa với nhà báo Phạm Trần, bây giờ cho Kim Nhung trở qua đến nói đến vấn đề lực lượng của công an. Ông Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ông cũng đã khoe khoang những cái thành công như là không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ pháp luật, tiên phong trong đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vân 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 vân. Tuy nhiên, cái vấn đề mà họ nói là một chuyện nhưng mà làm lại là một chuyện khác. Như là
Ông có nói là giống như quân đội và thậm chí có những đảng viên vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà phải xử hình, có nghĩa là xử lý trong cái sự hình sự đấy. À, những điều mà trình bày của tướng Tô Lâm đối với quân đội cũng như là công an không chỉ phản ánh cái tình hình cục bộ của hai bộ quốc phòng và công an, mà ngược lại đây là một cái tình hình chung ở trong đảng. Thì ông có thể cho một cái nhận định riêng ông về sự ảnh hưởng tình hình chung của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? Tất cả những cái điều mà ông đại tướng Tô Lâm và cái tạp chí Quốc phòng Toàn dân của Bộ Quốc phòng đề cập tới cái sự phân hóa ở trong hàng ngũ quân đội và công an, nó đã xảy ra và nó sẽ tiếp tục xảy ra, là bởi vì ở trong hàng ngũ này họ hoang mang về vấn đề tại sao chế độ ở Việt Nam lại vẫn tiếp tục duy trì cái chủ nghĩa cộng sản, trong khi cái chủ nghĩa cộng sản này các chính phủ cộng sản ở bên Đông Âu, kể cả Nga Xô, đã sụp đổ từ năm 1991. Tại sao lại chúng ta lại vẫn phải duy trì cái chế độ này? Là bởi vì cái chủ nghĩa cộng sản không đem lại hạnh phúc, cơm no, áo ấm thật sự và dân chủ, nhân quyền cho người dân. Thành ra người ta bắt đầu người ta nghi vấn, và cái hàng ngũ công an và quân đội mà khi mà họ đã nghi vấn, họ đã nghi ngờ về chế độ họ đang sống, thì cái đó là điều rất nguy hiểm đối với chế độ. Vì vậy cho nên rằng là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã đưa ra những cái chỉ thị là phải học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng để bảo vệ tuyệt đối cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì họ sợ là có biến chứng ở trong hai cái đội ngũ này. Là vì như tôi nói hồi đầu, nếu có những cái biến chứng ở trong hai cái đội ngũ này đó, mà không kiểm soát được đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lâm nguy, sẽ mất quyền lãnh đạo. Và vì vậy cho nên là hiện bây giờ người ta càng tăng cường hơn bao giờ hết, nhất là từ sau khi có những vụ cách chức bất thình lình đối với ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như đối với hai vị phó thủ tướng mà chúng ta đã nói ở phần trên đó, Kim Nhung. Quay trở lại việc Kim Nhung đề cập ngay ở phần mở đầu, đó là Đại hội Đảng khóa 14 sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bầu Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới trong nhiệm kỳ 2026 và 2031. Vậy ai là người sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam? Ông có thể cho một cái nhận định cũng như là dự đoán của ông. Thứ nhất là sau khi mà không còn cái ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc nữa đó, thì bây giờ người ta chú ý đến ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, và người thứ hai là ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và người thứ ba được coi như là một cái con ngựa đen, tức là một cái ứng cử viên ở trong bóng tối nhưng mà có một cái sức mạnh đối với cái Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, đó là ông Tô Lâm, ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Thì ông Phạm Minh Chính, ông ấy là người Thanh Hóa, ông ấy sinh năm 1958. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957 ở Nghệ An, và ông Tô Lâm cũng sinh năm 1957 nhưng mà ở Hưng Yên, tức là ở miền Bắc, cùng quê với ông cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh. Thì chúng ta nên nhớ đã có một thời chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói đến cái vấn đề là Tổng Bí thư phải là người miền Bắc. Nếu mà Tổng Bí thư phải là người miền Bắc thì Chủ tịch nước có thể là người miền Trung hay người miền Nam, và ông Thủ tướng cũng thế, tức là phải chia ra ba miền. Dù Đảng Cộng sản Việt Nam hay là cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thường xuyên phủ nhận là không có sự chia rẽ vùng miền trong cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà thực tế nó đã xảy ra như thế. Kinh nghiệm trong quá khứ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao giờ ba cái chức vụ đó cũng được phân chia một cách rất là đúng đắn. Ví dụ như ông Trương Tấn Sang là người miền Nam làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Chiết
cũng là người miền Nam làm chủ tịch nước. Trong khi đó Tổng Bí Thư là những người khác, nhà những người miền Trung hoặc là những người miền Bắc. Ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ, thì người khác, người miền Trung làm ông Nguyễn Sinh Hùng là người miền Trung làm Chủ tịch Quốc hội. Thành ra cái vai trò của vùng miền đối với Đảng Cộng sản Việt Nam rất là quan trọng. Như tôi đề cập tới, cái người mà tôi nghĩ có thể nắm chức Tổng Bí Thư thì nếu không phải là ông Phạm Minh Chính thì sẽ về tay của ông Tô Lâm. Là vì ông Tô Lâm có ưu điểm là người miền Bắc và nắm cái lực lượng công an, là cái lực lượng mà Đảng Cộng sản Việt Nam và chính cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng nói là một cái lực lượng, là cái thanh gươm để bảo vệ chế độ, để bảo vệ sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đấy là cái sự phỏng đoán của tôi đó, Kim Nhung. Vâng, thưa với ông, ở chế độ nào cũng thế, quân đội là lực lượng có sức mạnh để có thể thay đổi chế độ, mà vừa rồi ông có cho một cái dự đoán là một trong những nhân vật có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng ở trong vai trò Tổng Bí Thư, đó là ông Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đối với ông Tô Lâm, một khi trở thành Tổng Bí Thư, ông nắm trong tay một lực lượng công an, như vậy thì ông có khả năng gì hay là có thể thay đổi được cái chế độ nếu như cần thiết hay không, thưa với ông? Ông Tô Lâm không thay đổi cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, là bởi vì ông Tô Lâm là một trong những người rất thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm là một đảng viên kỳ cựu, là một trong những người giáo điều hơn bất cứ ai trong cái hàng ngũ mà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng là người thân Trung Cộng. Ông Nguyễn Phú Trọng là người chuyên về các vấn đề lý thuyết của chủ nghĩa Marx Lenin. Ông Tô Lâm không được bằng ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà là một cái người cũng kiên định tuyệt đối, trung thành tuyệt đối với Đảng, với đường lối của Đảng và với chủ nghĩa Marx Lenin. Chúng ta nên nhớ là trong quân đội đã dù là mạnh, nhưng mà về vấn đề Đảng, không có một cái người nào, một ông tướng nào mà có cái uy tín lớn để mà có thể trở thành Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ví dụ như bây giờ ông Bộ trưởng Quốc phòng, ông Đại tướng Phạm Văn Giang, ông ấy chưa bao giờ có những cái hành động để mà khiến cho mọi người thấy rằng ông có triển vọng trở thành Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thường thường những Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam xuất phát từ ngành an ninh, Thủ tướng thì xuất phát từ ngành kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao thì xuất phát từ ngành ngoại giao, hay là những cái thành phần chính trị ở trong Đảng. Thành ra ở trong cái tình hình của Việt Nam bây giờ, cái vai trò của quân đội tuy là quan trọng nhất trong vấn đề bảo vệ chế độ, nhưng mà người của quân đội không có ai nổi bật lên để có thể làm Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái thời gian sắp tới đó, Kim Nhung. Vâng, cảm ơn ông. Trong phần cuối buổi nói chuyện ngày hôm nay thì ông có thể cho một cái kết luận qua tựa bài viết của ông vào đầu năm Quý Mão 2023, đó là cuối năm phai nhạt, đầu năm nhạt nhòa. Kính mời ông. Đầu tiên ấy, là trong những tháng cuối năm 2022, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra nhiều tuyên bố, nhiều bài viết cảnh giác về vấn đề suy thoái tư tưởng chính trị trong đảng viên. Trong đảng viên đây là tổng cộng tất cả mọi thành phần ở trong xã hội, từ quân đội sang công an, sang cho đến quần chúng, sang cho đến giới trí thức cộng sản. Vì vậy cho nên khi mà nhà nước đã nhìn nhận đã có sự phân tán như thế vào cuối năm 2022, thì từ cái nền tảng, từ cái nguyên nhân phân tán chia rẽ nội bộ như vậy, làm sao có thể đoàn kết được trong cái năm mới? Mà năm mới có hai cái hội nghị rất quan trọng. Cái hội nghị sắp tới đây, như Kim Nhung đã nói ở phần đầu, vào tháng 6 này
sẽ có một cái hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chấm dứt nhiệm kỳ vào năm 2026, là vì ông đã giữ tới 3 lần chức Tổng Bí thư rồi, sẽ không có thêm một lần nữa. Ngay cả lần thứ 3 cũng là một cái chuyện rất là bất thường đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, vì lúc đó không tìm được ai để mà thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Cái thứ hai nữa là đối với cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai đây đấy, thì họ sẽ tiếp tục theo cái đường lối độc tài, độc đảng, và tất nhiên là họ sẽ bị áp lực bởi thế giới. Áp lực bởi thế giới là bởi vì thế giới không thể nào chấp nhận được cái đường lối cai trị độc tài, độc đảng và vi phạm nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam một cách liên tục như thế. Thành ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề đối ngoại sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái năm 2023 đó. Vâng, rất là xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần cũng đã cập nhật cũng như là phân tích về tình hình chính trị tại Việt Nam trong đầu năm 2023. Rất là cảm ơn ông một lần nữa và sẽ hẹn gặp lại với ông trong lần nói chuyện kế tiếp. Xin mời ông gửi lời chào đến quý khán giả. Xin cảm ơn Kim Nhung và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của SBTN. Kim Nhung xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với nhà báo Phạm Trần trong The Kim Nhung Show ngày hôm nay. Và Kim Nhung sẽ trở lại với quý vị vào thứ 3 và thứ 5 tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào quý vị. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị ABC xin chân thành cảm ơn quý khách, quý đồng hương đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những năm vừa qua. Sự yêu quý và tin tưởng của quý khách, quý đồng hương luôn là động lực giúp chúng tôi ngày càng đa dạng hóa sản phẩm, chất lượng và giá cả tốt nhất dành cho quý khách. Trước thềm năm mới Quý Mão, đại diện ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị ABC xin chúc quý khách, quý đồng hương một năm mới hạnh phúc an khang, phúc lộc thọ tài, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới!